Các bạn đã từng nghe về loài côn trùng có khả năng phun ra axit chưa? Ngày hôm nay, anh Cam Mười Tú sẽ dẫn chúng ta đi khám phá khả năng siêu nhiên ấy. Đảm bảo khi nhân vật chính lộ diện, nhiều bạn sẽ ngỡ ngàng bật ngửa cho mà xem. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Giác Dũng bình luận, học nghề với bé Điệu thì em đi. Khôn như em ở quê chị người ta bán theo cân hết rồi. Nhưng công nhận bé Điệu xinh đẹp tuyệt vời như thế nên ai cũng mê em nhỉ. Tiếp theo bạn Ngọc Nguyễn bình luận, mê chị quá mà không biết chị là ai, chỉ biết là mèo ú. Thì em chỉ cần biết chị là mèo ú, chuyên làm video review hài hước cho mọi người xem là được mà. Còn con người thật của chị chắc phải một thời gian nữa mới có thể lộ diện, ha ha. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, hiện tại anh Cam Mười Tú đang có mặt trong khu rừng Bình Hưng. Không nằm ngoài dự án, vô số loài sinh vật độc lạ chạy ra chào hỏi. Thế nhưng để được anh lựa chọn và cho lên hình thì không phải chuyện dễ dàng. Chí ít cũng phải như con cua mà các bạn đang thấy đây. Em nó sở hữu cặp càng chắc khỏe tới mức anh Tú suýt thì bật khóc vì đau. Người ta có câu, yêu nhau lắm cắp nhau đau quả không sai mà. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ ấy cũng không kéo dài bởi em nó chưa phải thứ mà anh Tú đang tìm kiếm. Cứ như thế càng ngày anh càng tiến sâu vào trung tâm khu rừng. Thay vì ngắm nghía cảnh vật xung quanh thì đôi mắt cú vọ của anh va ngay vào bé na xanh lá nhưng không hề đáng bị xa lánh. Tới khi con rắn đã nằm yên vị trên tay, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là một trong những loài rắn cực độc mà anh đã từng thấy trên TV. Ngày hôm nay may mắn gặp ở đây, mong là em nó sẽ không cắn yêu anh cái nào. Và đúng như thế thật, chào tạm biệt nhau xong mèo thấy anh Tú vẫn nguyên vẹn khỏe mạnh. Địa điểm kế tiếp mà anh ghé thăm là một hang đất. Và đây cũng chính là nơi những con vật mà anh đang tìm kiếm sinh sống. Mặc dù mèo chưa biết danh tính chúng nó là gì nhưng mặt anh Tú căng thẳng quá. Chưa hết, anh đã cố gắng mấy lần mà vẫn chưa có con nào chịu theo anh vào lọ cả. Đến cuối cùng, anh phải thò hẳn tay không vào bắt thì chúng nó mới chịu khuất phục. Sao mèo nghe bảo bọn này có khả năng phun axit như mưa? Vậy mà anh Tú lại dám tiếp xúc trực tiếp như thế. Người ta đồn anh này máu liều nhiều hơn máu não mà mèo không tin. Hôm nay thì mở mang tầm mắt rồi. Bây giờ, hãy cùng quay lại với nhân vật chính lần này. Em nó có một cái tên Việt Nam rất thú vị là bọ cánh cứng vĩ cầm. Muốn biết nguồn gốc của cái tên đó từ đâu ra thì cứ quan sát ngoại hình sẽ rõ. Những con bọ cánh cứng sở hữu thân hình lá dẹt, màu đen hoặc nâu bóng với phần cánh hình cây vĩ cầm nổi bật. Đặc điểm này giúp bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Cụ thể, thân hình dẹt cho phép bọ cánh cứng ẩn náu trong các vết nứt đất hoặc dưới vỏ cây và lá cây. Ngoài ra, chúng còn có đầu và phần trước ngực rất dài, râu và chân thì thon như ngọc trinh. Đặc biệt, như anh Tú đã đề cập ở đầu video, loài bọ cánh cứng vĩ cầm sở hữu khả năng tiết ra axit butyric độc. Vậy nên ai su cả na đụng độ bọn này thì coi chừng chấn thương như chơi. Ấy thế nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, con bọ trên tay anh Cam Mười Tú lại tỏ ra vô cùng hiền lành. Mặc kệ cho anh động chạm mà em nó không phun ra chút axit nào. Có lẽ tại thấy nhan sắc anh lay động lòng người quá nên con bọ không nỡ xuống tay. Ở phía này, các thành viên còn lại của hội báo thủ lại đang có kế hoạch khác. Biết anh Tú bận rộn nên họ không rủ đi cùng. Muốn biết cụ thể các anh báo đang thực hiện trò nghịch ngu nào thì hãy tiếp tục theo dõi tới cuối video nhé. Các bạn đã từng nghe qua trò ném đĩa chưa? Ngày hôm nay, ba anh báo sẽ thi xem đĩa của ai bay đi xa nhất. Địa điểm được họ lựa chọn là trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót. Lên đây gió lớn và không gian rộng rãi sẽ giúp cuộc thi diễn ra thuận lợi hơn. Và dĩ nhiên, để kết quả được chính xác và khách quan nhất, rất nhiều máy quay đã chờ sẵn ở dưới. Ngoài đĩa ra thì các anh chuẩn bị thêm cả bóng nữa. Bóng của ai lăn đi xa nhất cũng sẽ được cộng thêm điểm. Nói thật là mèo chưa biết mục tiêu của cuộc thi là gì, nhưng ngồi xem thấy cũng xả xì chết ra phết mọi người à. Quay lại với nội dung chính, sau vài lượt chơi, kết quả hiện tại là ba anh bằng điểm nhau. Mỗi anh có 3 điểm thế là hòa cả làng. Tiếp đến, họ cùng nhau di chuyển xuống dưới chân núi. Cái này người ta gọi là lên làm gì rồi lại phải xuống. Vừa đi họ cũng không quên luyện tập thêm cho quen tay. Về cơ bản trò ném đĩa này không quá khó. Chủ yếu phải biết kiểm soát lực tay để đĩa bay đi đúng hướng như mong muốn. Đang đi thì bắt gặp một chiếc bể bơi cao su màu sắc. Biết là do ban tổ chức sắp xếp nên các anh tranh thủ ném trúng bể và ghi thêm điểm. Thật bất ngờ và thật tình cờ là tỷ số nhanh chóng được đẩy lên. Lúc này chúng ta đã có thể nhận thấy sự chênh lệch khá lớn trong khi một anh đã có 10 điểm, các anh còn lại mới chỉ 5 điểm. Cứ như thế, bầu không khí thi đấu diễn ra hết sức vui vẻ và hào hứng. Anh nào cũng tự tin muốn ghi thêm điểm để nhận phần thắng. Không biết chương trình treo thưởng bao nhiêu hiện kim mà lại khiến các anh báo hơn thua tới vậy. U là trời, mèo mới vừa mất tập trung một chút mà các anh này đã săn được đỉnh núi bên cạnh. Công nhận thanh niên trai tráng khỏe mạnh nên tốc độ cũng khá ấn tượng. Theo kế hoạch, từ vị trí này, các anh sẽ tiếp tục ném bóng vào mục tiêu. Mục tiêu không gì khác vẫn chính là những bể bơi cao su màu xanh đỏ tím vàng sặc sỡ. Trong lúc bạn mình đang thi đấu, hai anh còn lại yên lặng đứng bên cạnh quan sát.
Nếu bạn ném trúng thì họ chúc mừng, còn nếu ném chật thì họ gáy thế thôi. Chắc các anh này chưa từng nghe câu gáy sớm ăn gì rồi. Nhân tiện đây, Mèo tin là nhiều bạn sẽ rất thắc mắc ý tưởng từ đâu mà ba anh báo lại quyết định tổ chức ra trò chơi vô nghĩa này. Thì nói thật là Mèo không biết, chỉ thấy ngày nào các anh cũng kéo nhau ra ngoài đường. Dường như hôm nào không được gặp anh em là họ sẽ ngứa ngáy khó chịu như người nghiện lên cơn ấy. Đấy là các anh chia sẻ như vậy chứ có ai nghiện đâu mà biết. Nói về ý tưởng trò chơi thì cứ thấy trò nào mới ra hoặc đang hot là các anh sẽ đú chen. Bởi như vậy video mới dễ lên xu hướng được. Khả năng cao trong thời gian sắp tới, chúng mình sẽ được xem video hội báo thủ chơi trò Pikobo rồi mọi người ạ. Mèo thực sự mong chờ quá đi thôi. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của tương lai. Còn hiện tại phần thi ném bóng đang được diễn ra vô cùng sôi động. Ở lượt chơi của mình, anh tóc dài đã dùng hết sức bình sinh. Cái kết là quả bóng thực sự bay xa hơn anh tưởng. May sao có đầu tư flycam bay phía trên nên kết quả nhanh chóng được ghi nhận. Ở lượt tiếp theo, anh đội mũ lưỡi chai màu xanh cũng căng cơ đít khít cơ mông vận hết nội công để ném. Dường như anh đã dồn hết tất cả chuyện buồn bực vào cú ném này. Không khiến anh thất vọng, quả bóng đem về cho anh một điểm nữa. Do đã quan sát hai bạn thực hành trước nên đến lượt mình, anh mũ đen tự tin hơn hẳn. Liệu quả bóng này có giúp anh hiện thực hóa ước mơ vô địch hay không? Hãy cùng theo chân Mèo tìm hiểu tới cuối nhé! Quả bóng cứ thế lăn theo quán tính trên một thảm cỏ rộng lớn. Công nhận các anh này chọn được địa điểm lý tưởng thật đấy. Dù lũ bạn đến đây cắm trại thì phải gọi là hết nước chấm luôn. Còn về kết quả thì anh vừa rồi cũng đã ghi được một điểm vào kết quả chung cuộc. Các lượt chơi cứ thế diễn ra liên tục. Anh nào ném được càng xa thì điểm cộng càng cao. Họ cũng dần dần tụt xuống dưới chân núi. Bởi không gian tổ chức trò chơi quá rộng lớn nên mỗi anh còn được phát cho một bộ đàm. Có bất cứ vấn đề gì cần liên lạc có thể thông qua bộ đàm để trình bày. U là trời, có vẻ như kết quả lần này khá khả quan nên anh nào cũng nở nụ cười tươi trên môi. Mang tiếng thì thố thế thôi chứ ai được điểm cao các anh đều mừng hết. Nhiều lúc Mèo thấy nể phục tinh thần đồng đội của các anh báo lắm. Vì đam mê mà tìm đến nhau nhưng dần ra, họ coi nhau như gia đình từ bao giờ. Mà đã là gia đình thì không có thắng thua, chỉ có cùng nhau chinh phục đỉnh cao mà thôi. Tính đến hiện tại, điểm đích đã hiện ra trước mặt, chỉ còn cách vài trăm mét nữa mà thôi. Vượt qua quãng đường tương đối dài, cộng với việc trèo núi liên tục đã khiến các anh báo gần như kiệt sức. Nhưng do có bạn bè bên cạnh cổ vũ động viên nên anh nào cũng cố lết về cho bằng được. Công nhận đi chơi như này, vừa được sống hết mình với đam mê mà lại còn giảm cân hiệu quả. Một chuyến đi chơi bằng 3 tiếng tập gym chứ chẳng đùa. Có khi hôm nào Mèo phải đăng ký đi nghịch ngu cùng các anh mới được. Rồi một ngày, Mèo ú sẽ trở thành Mèo thon thả cho mọi người xem. Mặc dù biết ước mơ nhiều khi cũng chỉ là mơ ước. Nhưng đâu ai đánh thuế ước mơ, chúng ta cứ thoải mái mà mơ mộng thôi. Kết quả chung cuộc của trò chơi vừa rồi là anh mũ đen chiến thắng vang dội. Sau khi xem video vừa rồi, các bạn có cảm nhận gì và muốn các anh báo thực hiện trò chơi nào nữa, nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha. Tiếp theo, một nhân vật mà Mèo muốn giới thiệu là Thần Sấm, nhưng ở phiên bản Sope, vì đơn giản anh này có tên thật là Ba Trà Cú. Do quá hâm mộ nhân vật siêu anh hùng Thần Sấm nên anh quyết định tái hiện lại một cảnh ngầu lòi trong phim. Đó là cảnh Thần Sấm đu dây cáp từ tòa nhà này sang tòa nhà nọ. Và dĩ nhiên, anh Ba sẽ không tự mình thực hiện được ước mơ điên rồ ấy. Nhưng bù lại, nhà anh không có gì ngoài tiền. Anh đã chi mạnh thuê hẳn một đội thợ trẻ về làm việc cho mình. Đúng là tiền không mua được tất cả, nhưng rất nhiều tiền thì có thể. Rất nhanh chóng, những anh thợ trẻ với bộ não thiên tài đã xuất hiện và bắt tay vào công việc. Về cơ bản, họ sẽ cho anh Ba đu dây tại một khoảng đất trống rộng rãi ngoài trời. Chứ bây giờ cho đu dây trên cao thật thì e là không còn ai trả tiền công cho họ nữa. Các vật liệu cần thiết thì dĩ nhiên là dây cáp. Đặc biệt phải ưu tiên lựa chọn loại nào thật cứng cáp và chắc chắn. Gì chứ riêng chuyện liên quan đến mạng người là không đùa được đâu. Cứ như thế, vô số thử nghiệm đã được tiến hành. Và chuột bạch chính là những thành viên trong đội chế tạo. Thiết nghĩ anh Ba Trà Cú sẽ phải trả công thật hậu hĩnh thì mới xứng đáng với công sức các anh này bỏ ra. Bản thân Mèo cũng là một người trẻ, cũng đang chịu cái kiếp làm thuê. Thế nên nhìn các anh cống hiến hết mình thấy nể phục lắm. Đáng tiếc đến hiện tại, kết quả thu về vẫn chưa khiến họ hài lòng. Cứ thỉnh thoảng anh Ba Trà Cú lại ghé thăm để kiểm tra tiến độ sản phẩm. Bản thân anh đã sẵn sàng hóa thân thành thần tượng lắm rồi. Chỉ có điều đây không phải chuyện dễ dàng nên anh cực kỳ thông cảm. Trải qua 7749 ngày ăn nằm với ý tưởng vĩ đại, anh nhóm trưởng của đội chế tạo đã rút ra không ít kinh nghiệm. Chia sẻ thật là Mèo nghe như vịt nghe sấm ấy. Vậy nên tốt nhất anh nên thể hiện bằng hành động thì hơn. Mục đích là để cho những bạn nào có ý định học theo sẽ quan sát rồi bắt chước. Nếu có khúc mắc đoạn nào các bạn cũng đừng hỏi Mèo nhé. Tại Mèo có biết gì đâu mà trả lời. Chỉ thấy hiện tại, các anh đang cùng nhau miệt mài tạo ra thiết bị gì đó. Mèo đoán không nhầm thì là bộ phận dùng để trượt trên dây cáp. Thiết nghĩ, đây là bộ phận quan trọng nhất của cả quá trình. Dây cáp thì chỉ cần đạt chất lượng và kéo thật căng là được. Còn chủ yếu thiết bị trượt phải ma sát tốt và gánh được trọng lượng của cả cơ thể người. Vừa hoàn thành bản demo thứ nhất, các anh háo hức đem đi thử nghiệm luôn cho nóng.
Trộm vía mới lần đầu mà kết quả đã tốt hơn mong đợi. Thiết bị trượt khá mượt, cộng với động cơ gắn ở chân nên tốc độ bàn thờ phải gọi bằng cú luôn. Để tăng phần kịch tính, các anh chuẩn bị thêm một hình nộm làm mục tiêu tấn công. Chỉ thương quả dưa xấu số bỗng nhiên trở thành vật tế. May mắn sau đó em nó vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng chuyện bị mổ xẻ là không thể tránh khỏi. Trở về từ nơi thí nghiệm, anh trưởng nhóm liên hệ ngay cho nhà đầu tư ba trà cú. Lúc này anh ba đã sẵn sàng lắm rồi nên anh bắt đầu di chuyển với tâm trạng háo hức. Các chướng ngại vật được vượt qua dễ dàng. Anh cảm nhận như mình thực sự đã hóa thành thần sấm vậy. Thấy khách hàng hài lòng, các anh bạn trẻ cũng vui lây. Cuối cùng, mặc dù hơi tiền đình nhưng anh ba nhận thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Với thành phẩm tuyệt vời trên tay, anh tha hồ đem phờ lếch với giang cư mận. Tiền thì anh không thiếu nên bây giờ chủ yếu là đi kiếm phim thôi. Như các bạn đã biết hoặc chưa thì bất cứ sản phẩm nào trước khi ra mắt cũng cần được kiểm tra liên tục. Và đối với thiết bị này cũng thế. Hết anh này tới anh khác thay phiên ngồi vào vị trí trượt. Điểm chung là anh nào cũng thấy phê như con tê. Thậm chí có anh còn đòi đi lại lần nữa nhưng anh trưởng nhóm không cho. Anh bảo đây là chỗ làm việc chứ không phải khu vui chơi mà thích là được đáp ứng. Ngoài thiết bị trượt cáp ra thì một món đồ nữa không thể thiếu là cây búa của thần sấm. Cái này anh trưởng nhóm đã chuẩn bị từ trước rồi nên đem ra sửa chữa chút là được. Ngày hôm sau, anh ba trà cú lên đồ từ rất sớm và có mặt tại điểm hẹn. Chưa ai làm gì mà đã thấy anh leo lên dây cáp rồi. Mặc dù thường xuyên thực hiện các công việc tương tự nhưng đối với bất kỳ ý tưởng nào anh cũng háo hức như lần đầu. Thấy anh vui mà mèo cũng bị vui theo các bạn ạ. Trong khi đó, các thành viên trong đội chế tạo được anh thuê về liên tục set up những chướng ngại vật để chuyến đu cáp trở nên thú vị hơn. Đúng là người có tiền thì chỉ cần tận hưởng chứ không phải làm gì cả. Vậy là ngày hôm nay, chúng ta đã được theo dõi quá trình anh ba trà cú, mà nói đúng hơn là đội chế tạo trẻ thực hiện công việc của mình. Sản phẩm cuối cùng của họ là một thiết bị để đu dây cáp. Mèo cũng không biết liệu nó có đu được trên dây bình thường không chứ nếu đu được mỗi dây cáp thì hơi khó. Bởi không phải chỗ nào cũng có dây cáp để sử dụng. Nhưng dù sao chúng ta vẫn phải tuyên dương sự chăm chỉ và nhiệt huyết của các anh. Họ đã làm việc ngày đêm để đem tới cho khán giả những màn đu dây đẹp mắt. Sau khi xem hết video, các bạn có cảm nhận thế nào và ai cũng muốn được thử một lần đu dây giống anh ba trà cú thì giơ tay. Trước khi chính thức nói lời tạm biệt, mèo vẫn muốn đưa các bạn ghé thăm hoang đảo Bình Dương một chút. Tại đây đang có sự xuất hiện của anh Thái Dối. Không phải tại anh thối một số thứ nên bị đuổi đến đây đâu, mà sự thật là anh tự nguyện tham gia thử thách sinh tồn. Vậy rốt cuộc anh có thành công với thử thách này hay không và những câu chuyện thú vị nào đang chờ chúng ta khám phá? Hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú bật mí cho nhé! Theo anh Thái chia sẻ, trước chuyến đi, anh đã dành rất nhiều thời gian xem hết video của các hảo anh em khác. Vậy nên anh biết rằng nước uống và thức ăn là hai thứ quan trọng nhất. Do đó vừa tới nơi, anh lao ngay vào công việc tìm kiếm. Đối với nguồn nước thì anh có thể áp dụng phương pháp tách muối từ nước biển. Hơi mất thời gian và công sức nhưng hiệu quả đem lại là ghế vì nó không phải bàn. Bạn nào tò mò muốn biết cách tiến hành thì để hôm nào có nhiều thời gian hơn anh sẽ chỉ cho nhé. Còn tiếp theo là vấn đề thức ăn. Anh Thái Dối phải tự mình chế tạo một cây phóng lợn và lao ra biển. Anh không tin cả vùng biển rộng lớn như này mà mình lại không bắt được con cá nào. Nhưng đáng tiếc, thực tế đã vả cho anh cái bốp. Ôm cái bụng đói đi ngủ anh mới biết thử thách này khó hơn mình nghĩ. Sáng hôm sau, vì đói nên anh thức dậy rất sớm. Phát hiện một con gấu mèo gần đó, anh lớn tiếng đuổi đi. Bởi theo những gì anh biết thì bọn này không dễ động vào. Dù cả na anh còn có thể bị chúng nó cắn bất cứ lúc nào. May mắn là lúc sau nó đã tự động bỏ đi. Và tình cờ anh Thái lại phát hiện một vũng nước do sương đêm để lại. Ngay khi giải tỏa cơn khát, anh cảm thấy tỉnh táo hẳn ra và rất sẵn sàng cho chuyến đi săn kế tiếp. Nhưng mà đấy là mèo nghĩ vậy chứ thực tế là anh đang tìm cách thoát khỏi hòn đảo này. Vậy rốt cuộc kế hoạch của anh Thái có thành công hay không và cái kết cuối cùng của anh sẽ nở hoa hay bế tắc? Mèo sẽ không vội tiết lộ ngay trong video này đâu. Bạn nào muốn biết thì chịu khó theo dõi những video kế tiếp nha. Còn bây giờ thời lượng đã dài, mèo xin phép được chim cúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.